Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Xét tiêu chí tổng doanh thu, số lần mua bán, chiều 25 tháng 6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp rà soát hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, nghị định quy định chung. Thông tin từ báo VN Express cho biết, trong dự thảo nghị định đã quy định điều kiện đối với cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ về tổng doanh thu, số lần bán, chuyển nhượng trong một năm. Nếu vượt quá các điều kiện đặt ra, cá nhân sẽ phải thành lập doanh nghiệp. Hiện chưa có thông tin chi tiết về các điều kiện cụ thể. Trước đó, Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng đã đề xuất 3 phương án quy định điều kiện đối với cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ. Trong đó, phương án 1 giới hạn về số lượng nhà được bán, cho thuê trong một năm không quá 3 đến 5 căn, bao gồm cả nhà ở có sẵn và nhà ở hình thành trong tương lai. Nếu kinh doanh vượt số lượng trên, cá nhân sẽ phải thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, vì lo ngại vi phạm quyền tự do kinh doanh của người dân, Bộ Xây dựng đã sớm loại bỏ tiêu chí này. Hai phương án còn lại, giới hạn về quy mô diện tích và số tầng, số căn hộ. Tuy nhiên, trong cuộc họp của Phó Thủ tướng, cả ba điều kiện trên đều không còn được đề cập. Ngoài ra, cuộc họp cũng đã làm rõ thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, cho thuê theo hướng số hóa, bổ sung quy định về kinh doanh bất động sản thông qua chữ ký số, hình thức, phương tiện điện tử. Báo cáo tại buổi họp, Bộ Xây dựng cho biết đã rà soát, chỉnh lý các nội dung liên quan cơ sở vật chất, kỹ thuật đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản theo luật doanh nghiệp. Đồng thời, Bộ cũng phân cấp cho địa phương tổ chức kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Về mô hình tổ chức, hoạt động của sàn giao dịch bất động sản, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, dự thảo nghị định được thiết kế theo hướng khuyến khích giao dịch bất động sản qua sàn theo hình thức trực tiếp hoặc giao dịch điện tử. Bên cạnh đó, các điều kiện về mặt pháp lý của sản phẩm, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của sàn giao dịch, chế tài đình chỉ, chấm dứt hoạt động cũng sẽ được chú trọng trong dự thảo nghị định. Cho ý kiến về nội dung điều tiết thị trường bất động sản, Phó Thủ tướng cho rằng vấn đề cần được tiếp cận bằng công cụ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, kế hoạch phát triển đô thị, nhà ở. Do đó, Bộ Xây dựng cần chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, nghiên cứu, đề xuất phương pháp theo dõi, thống kê, đánh giá biến động chỉ số giá bất động sản ở các phân khúc, loại hình cụ thể, báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền thực hiện các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản khi cần thiết. Đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Dự kiến, Hà Nội phấn đấu hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 6.764 cơ sở nhà, đất trong năm 2025. Hiện nay, khoảng 90% số cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án, ghi nhận thông tin từ báo điện tử chính phủ. Thời gian qua, để tránh lãng phí đất công, tài sản công, đất công, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và phân công trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý. Theo số liệu báo cáo của Sở Tài chính, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tổng số cơ sở nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị của thành phố quản lý sử dụng thuộc phạm vi sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định là 6.764 cơ sở, khối sở, ban, ngành là 1.202 cơ sở, khối quận, huyện, thị xã là 4.520 cơ sở, khối doanh nghiệp nhà nước là 1.042 cơ sở. Trong đó, số cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý là 6.018 cơ sở, chiếm tỷ lệ khoảng 90%. Thực hiện đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030 và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 190 năm 2023 đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của thành phố, trong đó xác định cụ thể tiến độ thực hiện và trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. Thành phố phấn đấu hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 100% cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của mình trong năm 2025. Với một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông tin. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, quận,
huyện, thị xã, doanh nghiệp khẩn trương đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất chưa kê khai theo tiến độ tại kế hoạch, trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt và chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố về việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện việc kê khai, báo cáo và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng nhà, đất bị lấn chiếm, tranh chấp, sử dụng sai mục đích hoặc mất hồ sơ pháp lý chứng minh nguồn gốc nhà, đất, đồng thời liên hệ với cơ quan chức năng tại địa phương để giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Đối với các cơ sở nhà, đất chưa hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã, căn cứ nguồn gốc, hồ sơ pháp lý có liên quan và quy định của pháp luật về đất đai để xem xét giải quyết cho người sử dụng theo đúng quy định của pháp luật, không chờ đến khi sắp xếp lại, xử lý nhà, đất xong hoàn thiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây khó khăn cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất. Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã chủ động rà soát, nắm bắt thông tin các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ hoặc địa phương khác trên địa bàn hiện không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, kiến nghị Bộ Tài chính, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban Nhân dân các địa phương khác chuyển giao hoặc thu hồi về thành phố quản lý phục vụ mục đích công cộng. Bên cạnh đó, thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 5783 ngày 7 tháng 6 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo Sở Tài chính tổ chức kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công trong năm 2023 và dự kiến tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra trong giai đoạn tiếp theo tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố, trong đó bao gồm nội dung rà soát công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất nhằm xem xét, đánh giá việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Từ đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật, phát hiện các quy định còn hạn chế, vướng mắc hoặc chưa phù hợp thực tiễn để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới, đặc biệt trong công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, tài sản công. Lãi suất cho vay giảm, cơ hội cho người trẻ sở hữu bất động sản. Dữ liệu khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản đầu năm 2024 của bấtđộngsản.com.vn cho thấy, người trẻ đang ngày càng quan tâm tới thị trường bất động sản và mong muốn sớm sở hữu nhà ở. Trong đó, tỷ trọng dự định mua bất động sản trong một năm tới của nhóm từ 22 đến 29 tuổi chiếm 26% và nhóm 30 đến 39 tuổi chiếm tới 38%. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá nhà đất tăng nhanh, bài toán tài chính là vấn đề khiến không ít người trẻ trì hoãn mục tiêu có nhà, tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp thông tin. Trong nửa đầu năm 2024, các ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất cho vay mua bất động sản, đưa mặt bằng lãi suất xuống mức trung bình từ 5 đến 7% mỗi năm. Mức lãi suất ưu đãi này áp dụng trong giai đoạn đầu khoảng 6 đến 12 tháng, sau đó có thể điều chỉnh hoặc thả nổi lên khoảng 9 đến 11% mỗi năm. Sự điều chỉnh này được các ngân hàng lớn như Agribank, Vietcombank, Viettinbank, BIDV thực hiện, trong khi các ngân hàng tư nhân như VPBank, ACB, VIB, Techcombank, Sacombank cũng tham gia vào cuộc đua với mức lãi suất từ 6,7 đến 11% mỗi năm. Đánh giá của chuyên gia bất động sản cho thấy, mức lãi suất ưu đãi đã giã băng thị trường bất động sản, góp phần thúc đẩy nhu cầu mua nhà và đầu tư tài sản. Các chủ đầu tư dự án cũng đồng loạt tung ra các giải pháp kích cầu, chuẩn bị nguồn cung để đáp ứng nhu cầu thị trường. Đặc biệt, các dự án có giá trị vừa phải, pháp lý minh bạch, có thể ở hoặc cho thuê đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Mặt khác, việc áp dụng các quy định mới về cấm phân lô bán nền tại các đô thị loại đặc biệt sẽ làm giảm số lượng sản phẩm đất nền từ phân lô, từ đó làm tăng giá đất. Tọa lạc tại trung tâm hành chính mới của thành phố Tam Kỳ, đô thị loại 2, dự án Centura City là một trong những dự án hiếm hoi được triển khai với pháp lý và hạ tầng hoàn thiện. Với mức giá chỉ từ 15 triệu một mét vuông và chính sách thanh toán linh hoạt, Centura City đang thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư và người mua nhà. Centura City không chỉ có mức giá hấp dẫn mà còn áp dụng nhiều chính sách ưu đãi như chiết khấu lên đến 11% và hỗ trợ vay vốn tại ngân hàng BIDV. Với diện tích rộng lớn được quy hoạch xanh, hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, dự án hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng cho người trẻ muốn tìm kiếm sự hoàn hảo và hài hòa trong cuộc sống hiện đại tại Quảng Nam.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!